Đây là một đám motorcycle đây. Nó gặp chiếc xe mình chắc nó đốt quá. Xe thì xe Kawasaki, tụi nó Harley Davidson mà nó đậu một chiều à. Nó đậu cái đầu nó ra, mình đậu cái đầu vô. Nó gặp xe mình chắc nó đốt quá. Đây, chiếc xe đẹp chưa? Đẹp chưa, xe mình đây, đậu ngược chiều. Tụi nó sang chưa? Gặp xe mình chắc nó đốt quá.